Chào các bạn nhá, này mình xồm đây. Thì các bạn ạ, hôm nay mình ra video mọi người xem thứ hai nhớ like được video mình nhá. Đấy thì các bạn ơi, mình chuẩn bị đâm con siêu phẩm giái cái các bạn nhá. Đây chuẩn bị đâm. Ê chú ơi, đâm bên này. Đây chuẩn bị đâm các bạn nhá. Đây bên này. Đấy, không biết con lên hay không. Hay là nao bụp. Chắc là nao bụp thôi bạn ơi. Nha, mình nói là đâm thử nha. Rồi, chạy nha. Bà đấy lại mất diều anh xùm ạ. Mất sao? Thấy dê trước bị mất. Kéo đi, kéo dây đi. Hơi nánh hả? Thấy dê trước bị mất một con này máy. Kéo, kéo dây, kéo dây, kéo, kéo. Hơi nánh. Có vỡ máy ngói nhà Hương đéo đâu nhỉ? Máy ngói nhà Hương có vỡ đâu nhỉ? Máy ngói nhà Hương có vỡ đéo đâu. Thế mà cái thằng bạn của thằng Thái nói thế. Nhìn kìa vỡ đéo đâu. Nam biết quay clip để có một cảnh phim hay không? Nam anh nhảy như này. Ui động đất đây. Biết anh Sồn làm video động đất kiểu gì không? Nhìn nhá, động đất đây. Động đất đây. Siêu phẩm mắc mẹ cột điện, mắc cột điện rồi. Nhìn cái này giống lắp ghép. Cánh nó cong như kiểu lắp ghép sừng trâu. Đây, lấy ghép này. Này nắp ghép sừng trâu. Ui, thật ra trong thật đấy nhỉ. Trong. Nó cũng cắp. Siêu cong. Siêu cong. Ừ. Nhìn y là đâu. Siêu. Như kiểu lắp ghép người tặng cho sừng cong. Chi nó trúng đầu lắm. Chỗ này là khó không? Gió bắc các bạn ạ, đâm gió bắc thì không, không có chỗ đâm. Nhìn
gió lan nó đầy chỗ đâm luôn. Không thì anh đưa chai em bắt rồi. Nói đây. Thì anh đưa chai em bắt rồi. Em bắt cho anh. Anh cho nhớ cho em giờ mini về đâm. Đây bình đâm lại. Nãy hơi lánh bên kia sao? À được. Cha dây đây, cha dây đây. Cha dây đây. Bác Sơn chuyên gia đâm dìa không bay. Trước đâm có bay đâu. Không biết cha cứ chạy nhé. Xong tí hết đường chạy lại đổ. Không biết cha gì quá. Anh nên hơi kéo. Đây lên rồi bạn này. Lên chưa? Đây lên rồi bạn nhé. Đôi tay không bị cho gì cả. Đấy lên được bạn ơi. Mà chạy ra về đấy bảo là bố nùi nùi vừa giật vừa cho dây vừa nùi nùi về đằng này đi. Mày bố chạy thế thì nếu đó là đường chạy. Hết đường chạy rồi kìa. Chạy ra. Sao mà bố đi đây lên rồi nhưng mà mỗi tội gió hơi kém. Vừa tra vừa tra xuống lại kéo lên. Tra xuống lại giật. Hay tra xuống lại kéo lên, tra lại kéo về. Nên được bạn ạ. Tít đầu ra đầu kia. Em đi bắt chuột chấu nha. Chạy vào mãi góc này. Lên chưa? Giờ chết quá chưa? Mấy đứa đi cháu tra cho. Đây chú cầm bên này để cháu tra. Đâm giờ lần đầu gió nó vẫn chưa đúng nghèo. Hơi nắng tí. Dây kia nó rối giờ không quấn vào. Cứ đẩy đây, cứ đẩy đây, để tôi. Con nói đổ ở trên đường
linh thiêng cầm ra phạng khách luôn. Ai yêu mày á? Dạ. Đổ đường đi, đổ đéo nhà nó à? Đổ trong nhà nó. Thế là nó đi xe đến đấy, nó vác con dầu cắm, nó đi đéo đâu về. Nó phạt cái vũ cùng cái dạng đấy. Để chỉnh lại. Sao cái một miệng thế nào? Đổ chậm. Huy ơi, mày chỉnh nánh rượu sang bên này một ít cho anh. Nha, chuẩn bị nha. Đây gọi nó quay lên rượu kìa.